Trong 3 video vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu 5 loài côn trùng gây hại trên cây sầu riêng. Những ai chưa xem 3 video vừa rồi thì hãy xem lại nha. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 3 loài côn trùng còn lại nhé. Let's go! Xin chào các bạn đến với kênh Phạm Đức Thiên. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm 3 loài côn trùng còn lại gây hại trên cây sầu riêng. Còn tiếp theo chúng ta nói đến đó chính là con mọt đục thân cằn. Thì con mọt đục thân cằn này ấy, nó cũng gây hại rất là nghiêm trọng đối với cây sầu riêng của chúng ta, bằng cách là đục khoét vào thân và cằn, tạo ra các lỗ hổng và làm suy yếu, dẫn đến cây của chúng ta làm giảm năng suất và cũng có thể là bị khô cằn và chết cây nếu mà bị mọt đục cằn nhiều. Thì mọt đục cằn ấy, với lại con xén tóc ấy, thì nó có cái sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Bởi vì hai con đấy đều là đục thân và cằn. Sự giống nhau của hai cái con này ấy, thì là cả hai đều đục vào thân và cằn cây, tạo ra các lỗ hổng và làm suy yếu cây trồng khi mà nó đục. Nếu mà nó đục nhiều quá cũng dẫn đến mất đi cái sự vận chuyển dinh dưỡng từ dưới gốc lên trên cây, làm cho cây của mình bị yếu đi và có thể bị chết nếu mà những cái đường đục này của nó mà gây hại nặng. Thì đó là cái điểm giống nhau. Cái điểm giống nhau thứ hai ấy là chúng sẽ thường tấn công vào những cái cây yếu, cái cây mà nó có những cái cằn cây bị khô này, hoặc là những cái cây già, cây bệnh. Thì nó có những cái điểm chung như vậy, thì nó sẽ tập trung vào là gây hại vào những cái cây mà có sức đề kháng yếu. Cái giống nhau tiếp theo ấy là về phương pháp phòng và trị. Thì để mà phòng và trị con xén tóc và con mọt đục cằn ấy, thì chúng ta cũng phòng và trị những cái loại thuốc như vừa xong và những cái cắt vừa xong mà mình đã nêu. Chúng ta cũng có thể sử dụng những dòng như phen thoát, là dòng lân thú cơ, để giúp chúng ta phòng và trị con mọt đục cằn và con xén tóc. Về cái sự khác nhau ấy, thì con mọt đục cằn ấy thì nó sẽ đục và nó sẽ làm cái cây đó là nơi trú ngụ. Còn con xén tóc ấy thì nó lại đục và nó đẻ ấu trùng vào trong cái cây. Con xén tóc ấy nó sẽ làm một cái ổ để đẻ ấu trùng. Còn con mọt ấy thì nó lại sống ở trong cái những cái thân gỗ như vậy. Đó là cái sự khác nhau về con mọt đục thân và con xén tóc đục cằn. Vừa xong là mình mới phân biệt cho các bạn biết về con mọt đục cằn nha, mọt đục thân, để chúng ta biết và chúng ta điều trị cho nó một cái cách tốt hơn và dễ dàng hơn. Và khi mà chúng ta đã biết nó rồi thì chúng ta sẽ quản lý nó được tốt hơn nha. Con tiếp theo mình xin nhắc đến đó chính là con sâu đục quả. Thì sâu đục quả là cái con sâu mà nó được cái con bướm ngô ấy. Đấy, nó là một cái loại côn trùng là nó sẽ đẻ ra cái con sâu đó. Thì khi mà con bướm ngô này nó đẻ ra trứng ấy, thì chỉ sau vài ngày thôi là cái trứng đấy nó sẽ trở thành cái con sâu non. Khi mà con sâu non nó hình thành ấy, thì nó sẽ đục và nó sẽ ăn vào phần thịt quả ở bên trong cái quả sầu riêng của mình, tạo ra những đường hầm, những cái lỗ, và nó làm cho cái quả của mình bị hư, bị thối đi. Thì cái con sâu này nó sẽ kéo dài khoảng nằm tầm từ 2 cho đến 3 tuần. Khi mà con bướm của nó xuất hiện vào trong giai đoạn nhộng ấy, thì chu kỳ sinh sản của nó sẽ tiếp tục. Để mà phòng ngừa cái con sâu này, đầu tiên ấy là chúng ta cần phải là thường xuyên kiểm tra vườn của chúng ta, xem coi là có phát hiện sớm trong vườn của mình có những cái con bướm ngô đấy chưa. Cái thứ hai ấy là chúng ta cần phải xem cái quả sầu riêng của chúng ta, xem coi là có cái dấu hiệu nào mà đã bị đục hay chưa. Khi mà chúng ta đã phát hiện ra trong vườn của chúng ta có những cái con bướm hoặc là những cái con sâu đục rồi ấy, thì chúng ta cần phải gom và tiêu hủy những cái quả mà nó đã bị, hoặc là những cái quả mà nó rụng xuống ấy, làm do con sâu đục quả của mình nó gây ra, thì chúng ta cần phải gom và tiêu hủy đi để tránh cái tình trạng là mầm bệnh, là những cái mầm của những con sâu đấy là nó sẽ tràn ra nhá. Cái biện pháp tiếp theo ấy là chúng ta cần phải chăm sóc, là đặc biệt là phải lưu ý là chúng ta cần phải chăm sóc cho đúng, bón phân cho cân đối hợp lý và tưới nước cho đúng, để cho cây của mình nó tạo ra những cái đề kháng, từ đó ấy, nó cũng là xua đuổi những cái con bướm, những con sâu đi, và sẽ giúp cho cây của mình nó sẽ hiệu quả hơn trong việc đề phòng những cái con mà dịch hại gây đến. Khi mà chúng ta đã phát hiện ra những cái con sâu đục trái ở trong vườn của chúng ta rồi, thì có những cái hoạt chất để mà chúng ta diệt được những cái con sâu đục trái đó, chính là đầu tiên ấy là chúng ta sẽ sử dụng dòng emamectin. Thì đây là dòng sinh học sẽ giúp cho chúng ta diệt được những con sâu đục. Ngoài ra ấy, để mà mặn hơn nữa, chúng ta sẽ kết hợp những thuốc có hoạt chất như là catap, hoạt chất catap hoặc hoạt chất thiosuntap. Đó là những hoạt chất mà lưu dẫn vào bên trong để tiêu diệt cái con sâu. Khi mà nó đục ở phía trong ấy, là chúng ta phun những hoạt chất catap hoặc là thiosuntap ấy, thì sẽ tiêu diệt được những cái con sâu đục quả ở trong như vậy. Rất là hữu hiệu trong giai đoạn mà chúng ta bảo vệ cho sâu đục quả trên cây sầu riêng. Con tiếp theo mình xin nhắc đến gây hại trên cây sầu riêng, đó chính là con sâu ăn lá.
Thì con sâu ăn lá này ấy, thì nó là một trong những loại sâu mà gây hại phổ biến ở trên cây sầu riêng của chúng ta. Nó thường là ăn những cái lá non, làm cho những cái làm cho cái cây của mình ấy là nó giảm diện tích hoặc quang hợp đi, và từ đó là dẫn đến cho cây của mình nó bị yếu dần đi. Thì sâu ăn lá ở trên cây sầu riêng ấy thì nó sẽ có 3 loại sâu ăn lá. Loại sâu ăn lá thứ nhất ấy là loại sâu đo. Thì con sâu đo ấy thì nó sẽ có hình dạng dài và mẳn. Thì khi mà nó, cái biểu hiện của nó là khi mà nó đi ấy thì nó sẽ co người lại và giãn người ra. Co người lại và giãn người ra thì chúng ta gọi là con sâu đo. Thì con sâu đo này nó có màu xanh lá, giống nó giống y như cái lá vậy. Thì đó cũng là một cái tính năng ngụy trang của con sâu đo này, giống y như là cái màu lá vậy. Cái con thứ hai ấy, đó chính là con sâu róm. Thì con sâu róm ấy thì nó bé hơn, nhưng mà nó có đặc điểm của cái con sâu róm ấy thì cái lông của nó dài và cái màu sắc của nó rất là sặc sỡ. Cái lông của nó sẽ gây ngứa khi mà chúng ta tiếp xúc vào, cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta cầm vào cái con sâu róm. Thì cái con sâu róm với lại cái con sâu đo thì nó đều là loài côn trùng ăn lá non. Khi mà lá non của chúng ta ra thì nó sẽ là cái tác nhân mà gây ăn lá non của mình ấy, là con sâu róm, con sâu đo. Rồi cái con thứ ba mà mình cần nhắc đến đó chính là con sâu cuốn lá. Thì con sâu cuốn lá nó có màu xanh nhạt hoặc là màu nâu, thì nó thường gây hại bằng cách là nó cuốn lá lại và nó sẽ ăn phần bên trong của cái lá. Nó làm cho cái lá của mình ấy là nó sẽ khô đi và nó héo dần. Bởi vì khi mà nó cuốn lá như vậy ấy, nó sẽ làm giảm diện tích quang hợp của cái lá đi. Thì để mà trị được những cái dòng sâu này ấy thì chúng ta có thể sử dụng những hoạt chất như là abamectin hoặc emamectin. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những loại hoạt chất cúc tổng hợp giống như là skivermectin hoặc lambdacyhalothrin, bảo vệ được cái lá của mình khỏi con sâu cuốn lá, giúp cho cây của mình nó được khỏe hơn nha. Thì vừa xong ấy là chúng ta vừa mới liệt kê ra được những cái loài côn trùng mà đã gây hại trên cây sầu riêng của chúng ta. Thì tổng cộng ấy là nó có tới 8 loại côn trùng gây hại. Thì chúng ta hãy liệt kê lại những cái loại côn trùng mà gây hại trên cây sầu riêng nhá. Đầu tiên là rầy săn, bọ trĩ, rệp sáp, nhện đỏ, xén tóc, mọt đục thân cằn, sâu đục quả, sâu ăn lá. Đấy là 8 loại những cái con côn trùng mà chúng ta thường xuyên và phát hiện ra nằm ở trên cây sầu riêng. Thì khi mà chúng ta đã biết được 8 cái loại côn trùng gây hại trên cây sầu riêng như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những biện pháp phòng ngừa và trị được hiệu quả hơn. Thì đó cũng là cái câu trả lời mà mình cũng trả lời ở cái phần 1 đầu tiên đấy, là có khách hàng hỏi mình là ăn ơi, mình nên kiểm soát, mình nên phun thuốc hoặc là kiểm soát cái đọt sầu riêng của mình như thế nào để cho nó hiệu quả. Thì mình cũng đã trả lời là để mà chúng ta bảo vệ hiệu quả trên cây sầu riêng thì chúng ta cần phải biết được là 8 cái con gây hại trên cây sầu riêng như vậy. Thì mình đã trả lời cho các bạn qua 3 cái video, và video này là video thứ 3, là cũng là kết thúc cái chuỗi là 8 loại côn trùng gây hại trên cây sầu riêng. Video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hy vọng là những thông tin mà mình cung cấp đến cho các bạn sẽ giúp cho các bạn trồng và chăm sóc cây sầu riêng được tốt hơn và hiệu quả hơn, để năm sau và chúng ta sẽ có một mùa màng bội thu và trúng mùa, giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và đầy đủ hơn. Hãy follow mình nha. Đừng quên like, comment và nhấn nút theo dõi để ủng hộ mình, giúp cho mình ra được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sang video tiếp theo.